Máy lọc nước A.O. Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất. Giải Ngoại hạng Anh nghỉ 2 tuần rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập trung xem Australia mở rộng thôi. Nadal cho đến khi chúng tôi thực hiện chương trình này thì vẫn đang băng băng tiến tới việc chiến thắng tại giải đấu năm nay, đồng thời trở thành người giành nhiều Grand Slam nhất trong lịch sử quần vợt thế giới. Anh sẽ nhiều hơn Novak Djokovic một mũi vaccine. Xin lỗi quý vị, nhiều hơn một danh hiệu Grand Slam. Nadal sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó, kể cả việc thử thách sự kiên nhẫn của mọi đối thủ. Tay vợt 36 tuổi người Tây Ban Nha nổi tiếng về việc làm giảm hưng phấn của đối thủ bằng cách tận dụng tối đa thời gian dừng trận đấu mà luật quần vợt cho phép. Người gần đây nhất phải chịu đựng điều đó là Shapovalov. Tôi đã lỡ lời khi nói Nadal là kẻ xấu chơi, nhưng hãy ở khía cạnh của tôi, mọi người sẽ hiểu. Tôi nghĩ rằng Nadal chơi như vậy không công bằng. Năm ngoái sau 4 set, tôi còn không được trọng tài cho đi vệ sinh khi tôi đề nghị can thiệp y tế. Tôi tôn trọng những gì Rafa đã đạt được trong sự nghiệp, nhưng điều gì cũng phải có giới hạn. Bạn sẽ cảm thấy như bạn không chỉ đấu với đối thủ, bạn còn đấu với cả trọng tài nữa. Trên tay tôi vào lúc này là bản danh sách rất là dài những việc mà Nadal sẽ làm giữa các điểm số khi anh cầm dao bóng. Danh sách này đã nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Người ta gọi nó là nghi lễ phát bóng của Nadal. Hãy thử xem một tình huống tiêu biểu. Đầu tiên là nhận khăn, lau mặt, nhận bóng, kiểm tra bóng, trả bóng, chỉnh quần, chạm các điểm trên cơ thể theo thứ tự, vai vai, tai mũi tai, tai mũi tai. Thật khó tin, Nadal làm tất cả những thứ đó trong vòng 20 giây đồng hồ mà luật lệ cho phép. Ngoài ra, Nadal sẽ không ngần ngại ngồi lại ghế nghỉ ngơi lâu hơn, dù cho đối thủ đã tỏ ra sẵn sàng cho cú phát bóng tiếp theo. Nhưng ông vua của việc câu giờ trong quần vợt nổi tiếng gần đây nhất là Tsitsipas, người đã vào toilet tới 10 phút trong một trận đấu tại giải quần vợt Mỹ mở rộng vào năm ngoái. Và nhiều lúc người ta cảm tưởng tay vợt này quên luôn khái niệm về thời gian. Mới đây nhất thì anh còn cho người ta thấy là mình quên luôn cả khái niệm về điểm số nữa. Trong một trận đấu ở vòng 3 gặp Benoit Paire, Tsitsipas đã có 3 cơ hội kết thúc trận đấu và điểm match point thứ 2 thì anh giành chiến thắng. Nhưng sau đó thì khán giả vẫn thấy tay vợt người Hy Lạp loay hoay đi tìm bóng để phát bóng trong điểm kế tiếp. Tsitsipas nổi tiếng là đáng chí và người ta còn đùa rằng trong 10 phút ngồi toilet giữa trận đấu ở giải Mỹ mở rộng thì đừng nghi ngờ anh ta sẽ liên lạc với huấn luyện viên để nhận chỉ đạo. Bởi vì Tsitsipas không bao giờ nhớ nổi điện thoại di động của mình để ở đâu cả. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.